Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi sửa cái Samsung này nhá. Model của nó ở đây. Tôi đã mở ra rồi. Nói chung là vì khách cho nên tôi mở ra mới quay. Đây đây là bộ màn hình tiếng của nó. Và G-Cup. Còn chỉ có một bo một, hai bo thôi và một bo nguồn tôi tháo ra bên này. Đây là dây cáp, là nó bị hỏng nguồn cho nên không lên nguồn, cho nên chúng tôi kiểm tra và thay. Đây đây là bo nguồn của nó, tôi đưa sang ở bên bàn bên này để chuẩn bị kiểm tra. Tình trạng của nó là bị mất nguồn. Đây là bo Samsung nguồn 32 in. Kiểm tra phần nguồn xem đủ 300V không. Đấy, nguồn là có 300V. Rồi tôi lọc nguồn. Rồi tôi kiểm tra tiếp ở đường nguồn 13V. Bật trai, đang bật trai sai thang. Cũng không thấy lên đâu. Xem là tích nguồn không. Đấy, không có nguồn lên và còn đang nguồn đang còn tích. Đấy, tôi kiểm tra đang tích tụ đấy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm tra để xả tụ ạ. Chúng tôi dùng mỏ hàn xả tụ luôn nhá. Chúng ta phải tiến hành xạ điện, không có nó sẽ bị giật. Điện ở đây nó tích tới 300V. Thì chúng ta có thể giật một cái rất đau. Các bạn có thể thường thường mỗi lúc sửa thì chúng ta nên xạ. Nguồn này nguồn thường nhá, không có nâng áp nhá. Đấy, tôi kiểm tra đường đường VCC của IC nguồn, tức là nguồn 12V đến 15V trong khoảng ấy. Thường ở đây là 12V thì nó bị giật lên giật xuống. Chắc chắn đường này không chết, không bị chập rồi. Nếu mà chập nó sẽ bị nổ cầu chì hoặc là chết nổ vô IC. Như vậy ở đây thì nó mất đấy thôi, mất điện áp ra đường 13V, chứ còn ở bên IC vẫn đang còn. Chúng ta tiến hành đo vào chân IC 300V. Đấy, vào chân tới chân IC rồi. Như vậy đường 300V không mất, đường 12V bị giật. Có khả năng chúng ta nghĩ đến con ô tô quang. Đây đường ô tô. Thường chúng tôi lấy âm ở tủ âm tủ. Đấy, không có vô. Đây nó có hai con ô tô. Đấy, một ô tô bên này thì lại được trên 70V, nó giật đấy. Nhích được một tay chứ không được vô nào. Nói chung có khả ở bên dưới. Và con ô tô này thì nó đã nhảy tới gần 100V và nó tụt.
Như vậy chúng tôi sẽ nghi ngờ tới con IC, một con IC bị IC nguồn bệnh, hay là có thể có khả năng bị chập chạm ở đường đường tải ra. Thì như vậy là điện áp ở con IC đang bây giờ đang rất bấp bênh. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thêm và xả một số điện ở tụ. Vì chúng ta giảm lên thì nó sẽ tích điện. Đấy, tôi xả tụ và không có điện ạ. Thì chúng ta lật lên để kiểm tra. Chúng ta kiểm tra trò có thể có đường kiểm tra xung quanh con trò thì chúng ta kiểm tra không có hiện tượng gì cả. Trò này là SDG nhé, ba chân của nó chúng ta. Chúng ta tiến hành kiểm tra con diode xung quanh có thể xem thử như thế nào, để về phần phần tải thế nào. Đấy, như thấy con diode này chập này, diode này là diode đường 13V. Bởi vậy 13V thì nó qua cầu diode này. Đấy, như vậy tôi hai con thì tôi rút ra kiểm tra một con. Thì còn nếu con này chết thì con kia sống. Đấy, như vậy con diode này đã chết rồi, đường 13V. Thì chúng ta sẽ lấy một con khác. Con nữa. Chúng ta không được để một con nha, chúng ta chỉ thử thế thôi. Chứ còn nếu để thế nó không chạy được, nhưng mà nó sẽ chết diode tiếp, bởi vì ở đây nguồn của nó 13V là cho tới 3 nguồn vào trên mạng. Các bạn thể nhìn vào ấy, đường lên bo có chân mát và ba chân liền là 13V, và ở bên kia là chân 100V, 100V lên led là đo lúc bình thường. Đấy, chúng ta đo kiểm tra đường 13V xem sao. Chúng tôi lấy chân mát ở ngay điểm của đường đầu ra. Đấy, như vậy là 13V là đủ.
Đây chúng ta đo và thế, rồi chúng ta có thể chúng ta thêm một con diode nữa để cho nó đủ với bộ của nó. Chúng ta không nên để một con nhé. Đấy, chúng ta lắp con diode vào. Chúng ta lấy ở từ mảng khác cũng được, một con nhỏ hơn được. Nó chịu điện áp khoảng, ở đây tôi lấy con nắn của 22V ở nguồn nguồn đầu chọc. Cho nên tuy nó nhỏ hơn nhưng nó có nắn ra nguồn lớn hơn thì nó chịu. Chúng ta thể lấy nguồn, nói chung là từ 13V trở lên, thường nắn ở 13V trở lên thì mới được. Chúng ta đừng lấy cái nắn ở dưới 10V, dưới 13V nó sẽ bị nổ ngay, bởi vì đây là con diode nắn thì chúng ta có chịu chịu điện áp và dòng. Dòng lớn cho nên chúng ta phải số vôn phải vượt qua đấy và số dòng cũng một bằng hai là lớn lớn hơn là tốt. Để chúng ta cấy vào. Chúng ta tiến hành hàn vào điểm để cho nó có khả năng tốt hơn. Đấy, chúng ta rất nguy hiểm vì bỏ không đúng que hàn, que đầu đo nó sẽ bị chạm chập. Rồi, nó rất đẹp rồi. Thế là ok. Chúng ta đưa sang lắp cho tivi và chúng ta thử. Đấy, chúng ta đã lắp xong và đắp rồi, chúng ta sẽ thử như thế nào. Cắm điện vào, đấy như vậy là ok rồi. Tôi cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhấn nút like và subscribe nhé. Xin chào quý vị các bạn.